thất vọng không bạn? Bán thẻ để mua bán. Bán thẻ để mua bán. Vai cả. Ông gửi anh Hòa. Xin lỗi các bạn, thầy chậm trễ của tôi với cái trò này. Nó chỉ tải được này. Tải đi. Cái này này, cái trò chơi trên mây chị đều không tải được. Không biết phải có này không, nhưng mà nhìn giống giống. Trò đấy nó hình họa hay hơn cái trò kia. Nó khác nhau ở cái gì anh hả? Em chơi rồi, hai màu này em chơi hết rồi. Và em tải game khác nó vẫn là cái màu này. Là sao? Em riêng cái hình họa này em phải chơi, em phải cái tận 8 game với hai cái hình họa rồi. Tục. Trò tên thì khác nhau. Không mời trên đây dọc à? Không dọc đâu. Chờ tí, chờ tí, không gặp đâu. Đã thấy mấy game của anh nào. Em chơi cái trò lít này của anh Hoàng. Anh nhập vào Facebook à? Không. Đồng ý. Cái ZP kìa. Cái nào không được. Tiny shop. Tiny. Hay giả dạ, lại là cái xe, chiếc xe này của chị Yến. Sao để có thể có được 6 game một lúc? Chị làm 6 máy cơ? Đúng. Dọc cũng được đúng không anh hả? Ừ. Xin chào tất cả các bạn. Trò này nó cũng cái lan với trưởng à. Cứ chơi đi chị ạ. Nó là thế đấy. Nó phát tự đánh nhau à? Không, mình phải đưa nó vào để nó đánh nhau. Ôi cứ từ từ đi, từ từ đi. Chả thì nông chạy cho nó quấn nhau ấy. Có nông chạy đấy, có. Thế xong cũng... mới có à? Đúng rồi. Nhưng mà game này hay quảng cáo luôn. Không. Không. Chưa bị quảng cáo đâu.
Cái kiểu cái giả lập này nó có quảng cáo ấy. Quảng cáo nhưng có tiền thì chứ. Nhưng mà ai chị ơi, chị ơi này, sao có cái chỗ này? Kệ nó có tự động lái máy. Cái ngủ từ châu ấy. Anh ơi, cô biết đấy. Sốt chưa? Đã hết cổ rồi. Các bạn ạ, lại ra cái gì rồi? Mấy cái đứa này buồn cười đấy, anh định xuống chơi đeo khẩu trang. Hay đeo ngoài chị. Chuyển chỗ, chuyển công tác thôi. Các bạn làm sao luôn? Xe bon trên đường. Ok. Chào anh Hoàng. Quang này. Đây. Điện thoại ta đâu nhỉ? Dưới chân. Đấy, em hoàn hảo 100% được, em làm cố gắng tất cả. Thế ạ? Lưu tâm lệnh. Vẫn đấy, các bạn. Tôi vẫn đấy, các bạn xem. Tôi hiểu. Này, nhân viên của ta đã nghỉ ít rồi đấy. Các bạn. Hay rồi cũng bị Covid thôi các bạn ạ. Chỉ là bao nhiêu lần. Em chắc là lần rồi nhá. Mình bị Covid mình chắc mình chết sớm. Mình cứ thấy lạnh lạnh như này. Cũng vận động điều hòa. Châu Hà. Mang được xuống cái bên nhân đi. Châu Bánh Hoàng chết châu ấy. Đâu cái tặng đá vỡ. Chứ cho này có dành cho trẻ em không? Không, nó không dành cho trẻ em. Cái trò gì đấm đầu phát đấy. Đập đầu vào đá cái ra được mấy hòn đá nhỏ nhỏ. Anh Hoàng. Đây này, anh xem đi xem. Đây nhá.
đây này, đây là tròn này. Tròn này, tròn phía dưới. Để đúng cái của mình. Đi biển à? Đi biển à? Tìm cái chân lý đấy. Không có người yêu ở quê. Ủa, cũng có người yêu á. Đi chung đi chán rồi. Đi từ Hà Nội yêu à. Thấy không? Chật thế. Buồn đi Hà Nội. Đi biển đây. Con không phải yêu này. Đây sẽ lắp quay. Không phải chắc cũng đi Sơn. Sẽ lắp quay. Cần mặc cho con một tí. Anh to này đủ sức. Một cái máy kiểm chắc. Năm nay đây, hôm trước rồi các bạn ạ. Xin chào các bạn, tôi quên mất tôi chơi nãy giờ tôi mãi chơi, tôi quên tôi không ấn like các bạn. Đấy, ra like cho các bạn. Để rồi. Tôi không biết đâu. Anh không biết đâu. Tôi bận công việc quá, bây giờ tôi bên like cho các bạn. Vâng. Các bạn có nhớ mình không? Các hiểu. Không, các bạn không nhớ tôi đâu các bạn ạ. Tôi là một người rất thích gọi là gia đình các kiểu. Rồi đến chúng tôi nhá. Hãy những điều tốt của tôi cho mọi người. Anh chơi có bước đầu thì mới like được. Bây giờ mà muốn chơi những cái trò mà không có quảng cáo ấy, thì offline. Thì sẽ không có quảng cáo. Thì offline chơi. Offline nhưng mà có mạng thì vẫn quảng cáo thôi. Chơi game khủng long. Chơi bon bon trên đường. Trong không gian thần tiên nắng. Cái chỗ nào cũng là cái tên này. Cái tỉnh ta say. Đúng. Mình đang gọi là say tỉnh đúng không? Say như say rượu, say lại tỉnh. Say tỉnh, sợ tỉnh. Có thể rồi. Nữa rồi. Thế rồi, nó chờ từng ấy thôi. Em nghĩ bánh còn lán thì chắc là em nghĩ bảo là chắc không ai ăn đâu, sáng mình sẽ đến ăn. Nhưng ai ngờ còn những cái lá. Sợ thúng chó con. Chính cái lá. Nó không thúng như bạn. Thúng tôi như bạn thì đấy là thúng. Nhưng ai nhưng sợ thúng chó con thành lập 2022 năm 2023. Phụ và làm miếng thì chắc. Chân em ơi. Cái con vẹt, cái con vẹt tôn người này. Rồi. Chào tất cả các bạn, chào các bạn đã đến với. Sao không có thăm bạn bè nhỉ? Đi thăm bạn bè cái nữa phải chưa? Chào mừng các bạn đã đến với MyTree của tôi. Đang cây ngay đây đánh đang cây à. Ông quanh đúng đừng cái nào vỏ anh thường chưa nhìn thấy nghe nói em đã bảo là tới lúc em bảo có bánh ở dưới đấy rồi Nam bảo cho về em gói bánh cho mọi người em gói. Em bảo là em đây bánh cho mọi người. Thôi em chủ ở ra đây rồi. Ui cụ. Em 7-8 cái đâu hết rồi. Mọi người là bên khác đứng người. Lấy 7-8 cái. Mẹ em mang xuống phải là em về nhà đâu. Về nhà bao giờ em xuống. Cái này chưa được 2 tiếng luôn. Các bạn ạ, cái đòn gì như này. Đặc biệt. Ôi, 19.000 đô. Người vì chịu khó lóc kênh vào.
Lâm như có lấy được cốt đâu. Lốc từ hôm qua, lốc từ hôm qua kia, rồi còn chưa cốt 2 giờ. Cái cốt mà lấy cái trang mới có, nó không về cốt rồi nè. Cốt trang mới rồi đấy. Trang đấy cũng không về. Trang mới đấy không về, trang trang cũ kia thì còn về. Nhưng mà nó lại lỗi quá. Thái Luân lốc hết từ đêm cùng mọi người sao lại không đủ 2 giờ nhỉ? Em đã very đâu. 1 phút nữa đấy. Very hết rồi mà. Đóng kênh này từ 30 hôm tư, em lốc từ 30 hôm tư rồi. Mình có bị này đúng không? Rồi tôi kính tôi ok cái ống hai bột nước này cây đã ta ra ôi trò này nhanh được tiền lắm chị Nhung ạ. Em có 48.000 đô. Em xui được. Xin chào mọi người. Để nó kinh. Chưa được này, bây giờ nó mới tính này. Nó tính được 3 phút rồi thấy không? Không mọc có tính như là em nó không chưa vào. Em mọc ngồi bên hết tất cả mà thì cũng mới có kênh được chứ. Ừ, bên xong phải bảo đấy. Phải bảo đổi nước ấy, để nó chạy ra như này. Nhưng mà có ai bảo là bạn phải đổi nước đâu. Có cái gì đâu, bảo bê đi xong mà thôi. Mấy cái này có cái thích mà ra nhưng mà không đổ mỗi 1 cân nhỉ? Em lại 3 máy ạ. Thôi bật bật thế là không có mặt, không được. Mấy em không đầu không được lên nốt tận cạnh ra ngoài. Ra ngoài. Nói chung là bằng tiếng là mình được mấy ít. Thành ra mình vỡ được bạc. Rồi anh em nói nọ. Quả thì em ngại tội quá. Nhưng thôi. Chẳng là tuần cuối. Nếu vỡ kênh nhà mình có 5-6 kênh à? Em là 5 kênh. Không thì mọi người lúc vào ấy, xong gửi link cho nhau xong mà gì vậy?
đăng ký đăng, không có video là có thể đăng ký nhưng được chắc được đúng không, đăng ký chéo nhau cái ừ. Kênh đăng ký 50 sub là like được mà, cứ có 50 sub là sau đổi nước là like được, like được luôn. Thì chéo nhau thôi. Yến Yến gửi một link cho Dung, gửi một link kênh, gửi đăng ký văn chung, đăng ký kênh này là chưa quay đi này. Chào nhỉ. Hết rồi, thì mới hiện cái này chứ, nếu mà cho vào đây thì... Đúng rồi. Đây, mấy kênh này, truyền mấy kênh mới lắp vào ấy. Đủ 5 sắc. Là ai được. Cứ có 5 sắc vào đây. Năm mươi kênh, 50 kênh phòng mình đủ mà đúng không? 2, 4, 6, 8 có 15 thì trung bình mỗi người được mấy kênh trung bình lên. Quang Nai mấy kênh? 2, 4, 6, 7 à? 8 ấy ạ. 8. Nhưng mà em vẫn còn 3 kênh chưa đủ, thì hôm nay hút 3 kênh, hôm nay 1 kể cả 8. Từ like lốt đi, mỗi người hút kênh nào 2 kênh nữa nhé. Đăng ký cho em đi, để em xem được hai không. Không like được cái nào không, được cái. Em cũng, mình ác kê em cũng like chéo sang nhau đi. Em 6 bác ạ. Sắp trên này đúng không anh? Ừ, sắp ấy, ừ, được rồi. Sắp chéo nhau ấy. Mình tự sắp chéo nhau ở clip phía trước. Thôi mình gửi cho mọi người cũng gửi cho mình. Đây cứ lốt những kênh này xong lần lượt mọi người tự vào kênh mình là tự sắp cho nhau được ấy. Đó. Lốt kênh ở trên trên chín này. 4 cái rồi nha. 45. 45. 46. Em 6. Đây 6 11 11 quang 8. Quay là quang 8 là 19 rồi ấy. 19 lên đây 6. Đi đăng ký 25 được chủ cái kênh nhưng về 2 con 6. 25. Em 7 6 25 31 31 37 em ấy 37 là 41 rồi. Nó không cho em sắp vào trong này đâu. Em dán cái link kênh đấy vào đấy. Chít kênh này cho mọi người đỡ nhầm đấy, theo từng ngày thế thì em gửi hết đống link kênh ở đây. Mọi người đều có cái sheet này mà đúng không? Vâng. Thì đấy. Mọi người vào cái sheet đấy đăng ký hộ em với. Xin mời subscribe. Mọi người cho mình một subscribe. Từ 8583 mọi người đăng ký hết hộ em 10 kênh nhiều hơn em đủ sắp online. Không có đủ đâu, được có mỗi cái. Qua chị chưa đâu à? Lốc rồi, lốc của mọi người luôn rồi thôi. Thu tháp người ấn vào tháp là được rồi. Chặn lại một cái.
tắt đúng rồi. Ấn về link vào xong này 10 phát. Chả báo gì. Tí mở thêm máy ra. Em làm người máy à? Thì đang bảo là nếu mà bây giờ nhá, một cái VPS này là được 30 cây này đúng không? Cái đầu tiên anh 13 rồi, cái kia 10, cái này 7. Mà bây giờ ấy 5 kênh kia rồi, đúng chưa? Còn là 6, à, còn là 5, 5 với 7 là 12. Thì làm 6 máy ra làm 2 tên, làm 2 lần kênh nữa. Lúc 10 kênh rồi. Lúc 10 kênh, nhưng mà bên kia là còn 5, bên này 7 nữa là 12, chia ra. Thì là bao nhiêu? Bên nào còn 5? Nó bảo 10. 10 thì bên này không phải có 5 à? Ừ. Xong rồi bây giờ có bên này, bên này tặng 7 cái nữa. Bên này phải tặng 7 cái nữa là 30. Một VPS là 30 kênh. Không hiểu không? Hiểu. Thế em tặng thêm 7. Thì em bảo là mở thêm máy ra là tí làm 6 cái. Làm 2 cái đi. 2 cái. 2 cái cho thêm 7 xong rồi là xong. Được sau làm 2-5 là xong. Sẽ mở bao nhiêu máy nữa? Này, vào dán cái kiểu này không? Dán cái này ấy. Em vừa một lượt xong. Có nghĩa là cho cái linh tinh cái vào từng cái này dán đi. Để em đủ, mọi người dán hộ em ấy để em đủ. Thì em vừa dán thôi. Không, có nghĩa là dán hết đống kênh vào trong này này. Có nghĩa là một cái đấy đăng ký hết. Đúng rồi, đúng không? Một cái tab này này. Con vừa dán tab này này. Có nghĩa là dán không phải dán là cái này đâu. Dán trong này này. Hóa phát 10 cái vào đây. Thích đi làm. Không, em có đúng một cái để em like mà em không đủ. Tổng số bao nhiêu đấy? Tổng số 583 ấy. Em đánh số rồi. Không mời cái kênh đấy vào. Không sắp ra của em đấy. Hôm nay dở rồi. Không, hoa của em không được. Hoa của em còn toàn hiện 24 giờ thôi. Còn có đúng một kênh được. Bây giờ mở thêm một cái gì sắp là được không gì? Đó. Anh tưởng là nó mới sắp là được. Em lẻ không biết là có được không. Sao đây có 4 cái. Thế em nhìn như chúng anh em đủ 10 cái. Cái này có tên. Thì nó bị đít rồi, mèo nó bị đít rồi kìa, em đi đít rồi. Không. Không, không thấy. Được rồi. Thứ ba. Mọi người vào trong đấy đăng ký giúp em với. Anh sắp hộ em, em đủ 50 sao em mới đủ like rồi. Chuyện bao nhiêu rồi? Không biết. Tất cả tổng người đây sắp không biết có được không. Kinh hiệu là kinh Hàn Quốc. Này thì bắn tiếng Hàn Quốc đi. Ngày lại được cây bây giờ không đủ ra anh Hoàng sao nhưng mà sao của em đang thiếu cùng mọi người nó lại không đủ
cùng lúc cùng tầm đến giờ 24 giờ. Vâng, wow, có cứ 24 giờ. Vâng, có đúng một kênh đường thôi. Vẫn hiện cái 24 giờ. Tự em vào có vary không? Em vary hết thì nó mới không hiện ra cái vary nữa chứ. Nếu mà nó chưa vary thì nó phải hiện cái kia rồi. Chứ em vary hết rồi. Cảm ơn kênh này á chị ạ. Cảm ơn kênh hết luôn. Kênh mấy chị đâu? Có một kênh AL gì đấy thôi. Ba chị một cái 6 Angela. Nha. Cái 6. Cái chị thêm 6. Chị còn chưa vào được. Chưa vào được. Nếu mà tổng là mỗi người 6 cái. Em 5. Anh Tùng tính ở đây được rồi. Bây giờ em add con lô nào ấy thì em vào em follow. Nhưng mà mỗi cái tab đấy là được 5 người. 5 người đăng ký rồi. Thì đủ mà. 50 đủ mà. Thử rồi, lên đây bao nhiêu người? Ừ. 6 là 12 à. Em 5 nữa là 17 đây. 17 với 8. Đủ rồi. 8 anh. Chị cái sao rồi, nếu mà thế thì đủ. Mỗi cái mỗi một lần ấy được 6 cái rồi. Thế mấy cái đủ mà. Chị nó học đúng chị em. Đâu lên từ
kia thì mới thấm. Hôm đấy mình đi ăn lắm bao nhiêu? Đấy là hôm 29 tháng 4 em mới dạo rồi nè. Phải hôm 29 tháng 4 không? Sao có một hôm 27 tháng 4 em cũng dạo rồi nè. Đấy, 29 tháng 4 này, 25.000 này. Em bảo trả rồi đấy. Trả rồi, hôm đấy tối, hôm đấy xong em bảo là em không nợ nần gì chị hết sao? Ô chị em biết định vị gì ấy? Quên rồi. Kem. Kem à? Kia ấy. Quen. Quen à? Quen. Điếc. Điếc còn nói. Nhấu. Không ạ. Red Bull. Trong mũi. Mặt họng. Ok. Chớ. Không anh Hoàng ơi, anh Hoàng còn vào không? Để em xem đủ cho em like. Anh Hoàng. Em không biết, bây giờ anh Tùng vẫn 50 sát rồi. Tạo biết được không em đánh. Bây giờ nhận nhiều tên quá, nhớ cái tên đó là cái gì rồi. tên game. Anh hả? Không, nhưng mà nếu mà 50 thì ở đây thì chả kẹo khá luôn á. Ăn thôi luôn. Mình nói to ăn chưa? Thì người ta không muốn ăn. Cắn rồi. Ôi mọi người ơi, có 14 subscribe cho mọi người đăng ký hộ em ơi. Còn ai chưa đăng ký hộ em với? Ừ. Anh gốc 3 kênh. Anh có 3 kênh thôi á? Ôi mọi người vào cái đấy, thầy nào trở được 10 kênh mọi người đăng ký hộ em. Chị mở gạn mấy cái kênh cũ chị làm mấy đăng ký mà được. Ừ đúng rồi. Làm cái đúng lên đăng ký. Đăng ký một tí xong thì. Xong rồi dán link vào đấy thôi. Xong rồi ấn đăng ký là được mà. Có gì lâu lâu. Đó cũng là vài thao tác đấy. Kiếp lại còn không giúp nhau thế nữa. Nhiều là mày thế. 14 sắp. Trời ơi. Bộ ơi, cho em sắp xong nó vẫn là 14. Hả? Bộ kinh tủ mới xem được em. Con đi sắp đấy. Mát nhỉ? Có 15 hay 15 rồi này. Bây giờ uống hút nước đi em. Mười sáu rồi, 17 rồi, 18 rồi, 19 rồi chị ạ, em xong rồi 19 rồi đấy. Nó vẫn là một cái à? Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái game mới tên là. Chị này mấy kênh thì em sắp mấy kênh đầu chị đấy rồi. Chị Yến này mấy kênh trước? Sáu kênh gì ấy, sáu kênh đầu cho chị ấy trước. Mấy cái kênh kia chắc để hôm sau là mấy kênh cuối mới được chiến à? Mấy kênh đầu này mới được có 8 đây này, 9 này, 10 này. Các bạn cùng chơi game với mình nhé. Em kêu bọn em một sắp rồi nhá. Ôi nếu mà em đi like kia đã được ấy rồi. 12 sắp, được 3 sắp rồi, 13 sắp rồi. Thường
14 sub rồi đấy. Chào các bạn nha, này sẽ vào trong các bạn một game mới. Ok rồi. Anh Bảy. Anh Bảy. Hả? Đi sắp hộ em đi. Anh chưa vào được kênh nào luôn ấy. Ôi lô. Muốn sắp lên. Anh kia vào thôi. Chỉ vào được. Anh sắp đi, sắp đi được mà, một phút là được rồi. Anh ấy chưa vào, anh cần tải game. Nó chưa vào bên trong ấy. Không, chỉ cần dùng cái VPS là được mà. Bỏ thăm các bạn trong đó là thành phố. Ông chủ ảo. Các bạn cũng biết giới thiệu với mình nha. Bây giờ mình vào cái loại tiền này, trồng cây này. Tạo đường đi nhá, mình sẽ tạo đường đi cho các bạn xem này. Tạo đường đi. Đây, mình tạo đường đi nhá. Tạo đường đi cho người đi bộ nha. Đi. Ok là chị online rồi này. Mười ức, 16 sắp vào online được này. Không biết, nhưng mà nó đủ giờ thôi. Thế đủ giờ. Ok, mình cứ cho một la một phát sắp. Đây 13, chắc là hình như là trên 15 mà được hay sao ấy. Nếu trên 15 mà được thì là hai cái cuối kia được rồi. Trò chơi rất chi là đơn giản thôi, mình không là cô chủ nông trại nữa mà mình đi làm bà chủ xây dựng, ông chủ ảo. Đấy. Các bạn cùng chơi game với mình nhá. Không ạ, mười. Có hiện nhở? Không được, hình như không được đâu. Thôi như bỏ đi. Nó còn 2-3 giờ. Bỏ đi. Không lại được à? Cái thử 50 giáp đâu, rồi được. Nó vẫn còn hiện 2-3 giờ bao nhiêu phút đi. Xin chào các bạn. Nghe bên làm kênh kia nó phải chạy một giờ cho mình rồi. Mình sẽ lại chưa các bạn. À, nó ăn từ hôm 30 nhỉ? Hôm qua đấy. Ừ, từ hôm 30 đến hôm 2 rồi, sao không được. Đây, villa. Thông minh. Thế được chị mới nói hôm qua. Không rõ. Mày bị điên à, hôm qua từ hôm 30 rồi. Hôm qua chị lâu không? Hôm qua thì có mỗi mà lốc. Tối hôm 30 tháng 4 là bắt đầu lốc rồi mà. Chị mới được chứ. Anh Hoàng nói không được đâu. Em chịu thôi, không like đâu. Ok. Không có sản phẩm thun tại em đâu. Làm bánh nha. Làm bánh với mình nha. Thì nó kết tưng đi để ngày mai có phải làm. Nhưng mà đã very dumb. Cái ghế này hẹp không thể để cái chăn ra đâu được. 9 giờ nó làm việc là có. Chị Nhung ơi. Em mượn chăn, à em mượn ghế chị Phan. Em ngồi với cái chăn này. Đang lạnh. Làm ghế nữa. Làm ngồi cái này bằng cái tựa này xem tao đứng nữa. Mấy ngày con bị đau vậy. Già đâu tôi ngồi đây này. Già rồi, 2-3 tuổi là già rồi. Chị Nhung ơi, chị dùng cái cốt xem lấy được không? Để lấy rồi. Ông cái lấy một cái một cái lấy 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 đau. Đâu mà? Đây. Wow. Cái này đấy. Không đủ. Mấy chân. Anh biết không, em một ghế của anh Tùng em để lấy cho không? Em mấy chân. Cái này tự chăm vào con sao mà được không biết sao ngồi lúc lại ngửa ra ngồi lúc lại ngửa ra các bạn cùng xây dựng nông trại với mình nha. Xin chào các bạn nhỏ, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một
rồi nên là tinh valet nhưng mà này tiếng Việt là gì mình cũng không rõ. À, thung lũng mùa xuân. Thung lũng mùa xuân. Các bạn cùng chơi game với mình nhá. Mở đi. Mở dậy đi mở. Mình đi trồng lúa nào. Mình đi thu hoạch lúa nha. Trồng lúa. Anh bắt cái vỏ gì rồi? Nhặt trứng. Đấy. Bạn nhặt lại. Điên. Điên à? Người thấp mình chạy. Em bút cỏ táo đi đợi để anh ăn. Bút cỏ táo mà lạnh cách. Chơi game với mình nha, mình xem cái này mệt mỏi quá. Kể ra game mà chơi sang nhà hàng xóm rồi mình cũng cho các bạn xem đấy. Lời cho chị này không nghe. Chị tự mình nghe.
đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Là mình đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi giống như trò chơi lúc nãy nhưng mà tên là Villa City Town Building. Các bạn cùng chơi game với mình nhé. Xây dựng nào, xây dựng nhà nhé. Cho tài khoản đi. 4-5 kênh kìa. Đây là xây dựng đường nha. Ok. Tên là Jun Pham. Mới mở đầu live mà là có hoa tung cái ăn này. Hôm nay quả là một ngày thuận lợi cho chúng ta xây dựng trang trại. Đó nha. Zoom nhỏ lại cho nó dễ nhìn. Các bạn cùng chơi game với mình nhá. Ừ. Ok các bạn. Mình hát. Hát được 6 từ 5 hay. Làm việc. Các bạn tự chơi nha, mình đi làm việc đây. Mình còn nhiều việc phải làm lắm các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé, buổi sáng mình buồn ngủ, mình ngáp hơi nhiều.
Nhanh thế, chưa gì đã kiếm được 1 triệu rồi. Anh nội nó gọi là hacking à? Thank you.
sơn màu hồng này. Đấy. Hoa bạn xin mấy độ không cho họ? Mấy độ sơn nhà nhá. Hoa bạn xin mấy độ tròn nó cho đâu? Xong rồi em cứ không bay được. Không em có bay được. 119. Đúng một đô. Chỉ có. Không. Đúng rồi, chắc đi gần hết rồi. Để em cho cột khác. Chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục live stream với tựa game Hot Hòm Hòm trên CH Play. Mời các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Anh nghĩ em từ đầu đến đuôi chỗ này. Em xóa hết đi. Sẽ xóa. Xóa hết nốt đi. Không, ăn đi. Bật cam rồi gì? Không cam rồi. Hôm nay mẹ đu xe như chị Yến luôn. Thank you.
cứ tưới vào trời nó mưa. Bái trường. Cái đồ kìa. Ừ. Người ở nhà bay nó khác, người đi chơi khác. Nhìn này. Ơi, tại sao? Không biết gì đâu, không biết gì hết. Anh thấy không vô luôn, không vô luôn.
Chưa bao giờ tệ tới mức mà hai cũng phải tích. Một còn phải tích hơn như hai. Không phép cuộc đời này. Con đường mà theo. Con mà theo. Nó nhảy ra ngoài. Ôi trời ơi. Ê ôi, vừa nói nhau cũng mở luôn. Chuyện
Cái này bán đi hay không? Nhưng mà nó khó. Em bán chưa? Bán rồi. Lúc có chuyện ấy. Chồng theo đơn hả? Hay quá. Trong đơn nào có gì chồng theo đấy đi. Cho dễ. Em ăn chồng ngô. Nó cần có một bóc thôi hả? Cứ tưới chẳng lắm mưa. Chắc được thua đấy.
quán game ấy cho được. Ừ. Bán theo đơn hàng. Thế mẹ tiền này kia ơi. Cái chuyện đùa kìa. Chạy 5 đồng. Mỗi một quả trứng chạy 5 đồng. Wow. Đi đi, sao nó đi đi. Hết tiền rồi, mình phải tự đi thôi. Nhà có 5 đồng mà. Nhà nàng thế. Shipper tặng 7 đồng. Đơn 10 quả trứng còn nó to rồi. Em điêu đấy. Điêu gì? Hay. Em cuốn hết. Sáu lăm đồng.
Chưa máu động như này rồi. Chậu này. Có mùi không? Đây chỉ là vết bình thường thôi. Bình thường thôi em. Nên rồi xóa xóa đi hết rồi.
Trước anh cũng đọc về cái khung này. Nó nhỏ ấy. Thì nên mẹ nít trôi đi rồi. Ừ. 168, 171. Ừ. 168, 171. Trời. Ừ. Đúng hai con. Con này dùng mấy tuần rồi đấy. Nổi cháy chứ nhỉ. Chốc chuyện sao. Cái vụ nổ xăng này nữa thì chịu rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi tới đây thôi. Anh đi ạ. Hả? Đã được rồi á. Ô. Một cái rồi này. Để đi đâu chứ? Xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn lần sau. Hi, guys.